Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái buổi livestream vào thứ hai hàng tuần của Anna. Và ngày hôm nay thì Anna sẽ livestream về một cái chủ đề mà rất là nhiều bạn quan tâm, đó là có một cái chiến lược gì để có thể phát triển được một cách thần tốc và nhanh chóng. Và cái chiến lược đó Anna gọi là chiến lược hoa nở trên cây 20-30. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi nhé. Và trước khi vào cái phần trao đổi này thì bạn xem là nếu như bạn có những cái người đồng đội của bạn này, có thành viên trong đội nhóm của bạn này, có ai đó mà quan tâm đến cái chủ đề này thì hãy tag tên họ vào giúp cho Anna. Hãy làm sao đấy mà chia sẻ cái phần livestream này lên bất kể một cái đội nhóm nào mà bạn cảm thấy là hợp lý. Hôm nay Anna sẽ chia sẻ và Anna sẵn sàng nhận tất cả những cái câu hỏi của các bạn. Nếu mà các bạn có câu hỏi thì trong thời lượng ngày hôm nay thì nếu hỏi về cái gì, Anna sẽ trả lời về cái đó. Còn nếu mà không có câu hỏi á, thì Anna cứ chia sẻ dựa theo cái cấu trúc mà Anna đã có dự tính từ đầu. Cho nên là các bạn hãy giúp Anna chia sẻ. Tất cả chúng ta đều muốn là có một cái chiến lược kinh doanh mà hiệu quả vào khi mà trong cái giai đoạn đầu tháng. Thì các bạn hãy giúp Anna tag tên bạn bè của bạn vào, những người đồng đội của bạn. Ok, bây giờ Anna sẽ chuẩn bị vào cái phần nội dung nhé. Các bạn đã ăn cơm hết chưa ạ? Trước tiên đi ạ, 20-30 là gì ạ? Có rất nhiều bạn đã nghe, nếu mà bạn mà có đi Rick Cam đợt đầu tháng 3 thì bạn sẽ biết rõ hơn. Còn lại thì tất cả những anh chị em mà ở những cái khu vực khác không phải là miền Nam thì Anna chưa có cơ hội mà trao đổi trực tiếp với các bạn 20-30 là gì. 20-30 tức là chúng ta sẽ làm sao đấy để chúng ta mở mới được 20 cái mã số trong vòng 30 ngày. Mở mới 20 cái mã số trong vòng 30 ngày. Có thể là với một số bạn thì đấy là một cái khái niệm nó khá là lạ lẫm. Mà ở đây thì Anna đã dùng chính cái chiến lược đấy. Tức là Anna dùng chính cái chiến lược đấy và giúp Anna lên được cái vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống của chúng ta, đó là vị trí tư vấn viên trưởng. Và rồi từ vị trí tư vấn viên trưởng đó thì tháng sau Anna mở chuyên nghiệp luôn. Và rất nhiều bạn hỏi Anna là chị làm thế nào mà chị có thể có được kết quả đó. Thì hôm nay Anna xin thú nhận với các bạn là nó hoàn toàn là một cái cuộc chiến đấu với các con số. Đơn giản là một cuộc chiến đấu với các con số, chứ nó không có một cái gì mà nó gọi là nó bí ẩn gì ở đây cả. Kinh doanh là không có gì có bí ẩn cả. Vì cái điểm mấu chốt khác nhau nó không nằm ở chỗ là bạn nào sử dụng chiến lược nào, mà điểm mấu chốt là khi có chiến lược rồi thì bạn có thực hành hay không. Cho nên là có một cái cấu trúc câu hỏi mà bạn sẽ gặp trong rất là nhiều. Nếu mà bạn cứ nói chuyện với Anna thì bạn sẽ thấy rằng là đâu đấy Anna thường nói thế. Vậy bây giờ này, nếu như bây giờ bạn muốn có một chiến lược để có thể phát triển nhanh thì Anna xin hỏi một câu là, và hãy comment xuống câu trả lời, nếu Anna có một chiến lược để giúp bạn có thể phát triển nhanh như thế và chiến lược này đã được Anna thực hiện và đã thành công, thì bạn có sẵn sàng làm và thực hành theo chiến lược này chứ? Nếu câu trả lời là có thì hãy comment xuống là có. Vì là có rất nhiều người á, là mình là giống kiểu tourist, mình là người ngắm thôi. Còn bây giờ chúng ta không có làm theo kiểu tourist, chúng ta là thực tế, chúng ta sẽ làm sao đó để chúng ta có được một cái kết quả mà mình mong muốn, và không phải là mình làm cái này là kết quả cho một mình, mà mình làm xong mình còn hướng dẫn đội nhóm của mình, đúng không ạ? Quan trọng là mình còn hướng dẫn cả đội nhóm của mình nữa. Ok, bây giờ Anna sẽ nói 20-30 là gì. Như Anna đã nói với các bạn, 20-30 đơn giản là một cái cuộc thi đua về các con số. Nếu mà bạn có thể hiểu được các con số, nhất định là bạn sẽ làm được cái này, nhất định. Thế thì đầu tiên là cái niềm tin của mình đã. Nếu bạn còn sợ con số 20 thì bạn sẽ không bao giờ làm được. Cho nên là bạn hãy hình dung đi ạ. Nếu mà bây giờ chỉ làm sao đó mà mình có 20 cái mã số thì cả cuộc đời mình thay đổi. Cuộc đời, cuộc sống của cha mẹ mình sẽ thay đổi, con cái mình sẽ thay đổi. Bởi vì chính mình sẽ có cơ hội lo cho họ được tốt hơn. Và nữa là gì? Và nữa là tại sao nó lại thay đổi được? Bởi vì sự nghiệp của bạn với Siri sẽ thay đổi hoàn toàn. Bạn có thấy rằng ở trên cái cuộc gọi là xếp hạng ấy, mà tăng trưởng toàn cầu ấy, Việt Nam của chúng ta chiếm tới tôi để ý là đến quãng chừng 20 vị trí đầu gì đấy. Thế bạn có thấy không, là chúng ta đang rất chăm chỉ làm. Và điều gì sẽ xảy ra khi mà có một cái mô hình tốt mà người ta không làm mà mình làm? Tức là mình làm mình sẽ được, chỉ có thế thôi. Bởi vì cơ hội là dành chung cho tất cả mọi người. Vậy thì trước tiên này, nhắm mắt lại, hít thở sâu và đưa con số 20 này vào đầu.
giải quyết cái thứ trong đầu này này nó quan trọng hơn rất nhiều so với việc là giải quyết những cái thứ lang thang khác ở bên ngoài. Nó chả có cái gì thuộc ở bên ngoài hết, chả cần nguồn lực nào, thậm chí là cũng chẳng cần phải có chiến lược nào, thậm chí là cũng chẳng cần phải có kiến thức nào, thậm chí là cũng chẳng cần phải có lý thuyết nào. Miễn làm mọi cách, mọi thứ có thể được mà giúp bạn có thể mở được 20 cái mã số, 20 người mới sẵn sàng đồng hành cùng bạn ở trong công việc này, thế là xong. Tức là ok, chúng ta nào là chúng ta làm cho nhau hiểu rõ hơn về cách chia sẻ, về cách kết nối, về cách chốt hợp đồng, về cách follow. Cái đấy là tốt, nhưng thực ra không cần thiết luôn. Tôi nói thật nhá, khi mà cái mục tiêu đấy nó đủ lớn, nó đủ khao khát ý, cỡ nào bạn cũng có 20 thôi. Cho dù là ngay lập tức bạn chưa thể có được những thứ mà chuyên nghiệp. Thời mà tháng 10 khi mà Anna vào, Anna làm gì có những thứ đấy đâu. Anna còn chưa biết hướng dẫn cả đội nhóm Anna như thế nào nữa. Nhưng việc của mình là mình cứ làm. Đường đi ấy, tại sao lại có con đường? Người ta đi nhiều thì nó thành đường. Thế thì mình làm một cái mà mình cứ đi đi thì nó tự khắc là sẽ quen. Mình cứ làm đi, tự khắc là mình rút kinh nghiệm. Cho nên chúng ta đấy, chúng ta không đợi hoàn hảo rồi mới làm, mà chúng ta chỉ thực sự hiểu rõ khi chúng ta có được nó thôi. Anna chỉ thực sự hiểu rõ khi Anna làm được nó, và khi Anna có kết quả, và khi mọi người hỏi Anna là ồ tại sao chị làm được như thế. Nói thật với các bạn, những lời tôi còn không biết là độ khó nó như thế nào nữa. Tại vì là tôi vô tình thực hiện một chiến lược và nó tốt. Thế bạn có thể gọi là tôi may mắn đi ha. Thế mà tôi lại rất có một cái thế này, tôi rất kiên định với cái thứ mà tôi đã chọn 11 năm các bạn ạ, 11 năm tôi mới chuyển hóa xong và tôi mới quyết định là tôi sẽ làm cái ngành nghề này. Trong 11 năm ai mà có thể đợi được tôi chuyển hóa, đúng không ạ? Nhưng một khi tôi đã chuyển hóa rồi á thì không cần ai phải nói nó tốt như thế nào, tôi không quan tâm đâu. Thế các bạn cũng hãy như thế. Một khi mà mình đã nắm giữ nó trong tay, một khi mình đã chuyển hóa nó rồi, và các bạn phải biết rằng đây là một cái thời gian quá là lợi thế cho tất cả chúng ta. Lợi thế còn hơn cả thời gian mà lúc mà Anna tham gia, nên đây là một thời gian rất là lợi thế. Cho nên là đây chỉ là trò chơi của con số. Đơn giản là bạn quyết định làm số 20 chứ không phải là số 5, số 3, số 7. Thế thôi. Cho nên là một khi bạn đã quyết định rồi này, cứ mỗi ngày mở mắt ra bạn phải nói như vậy. Cái thứ này là quan trọng còn hơn cả chiến lược với cả chiến thuật nhé. Nhiều người cứ hỏi Anna thế này này. Có một bạn hỏi Anna mà Anna thấy Anna cảm thấy lương tâm rất là cắn rứt, nhưng mà khi mà Anna không trả lời. Thế nhưng mà sự thực là gì? Bạn ấy nói là đã được hướng dẫn rồi, đã được hướng dẫn cái chiến lược này rồi. Thế nhưng nó vẫn còn mơ hồ. Thì thực ra mơ hồ là đúng. Mình phải mơ hồ thôi. Tại vì mình làm lần đầu mà, chứ thể nào mà mình không thể lấy kinh nghiệm người khác để làm thành kinh nghiệm của mình được. Cho nên với bản thân mình, cho dù ai đó có hướng dẫn mình kỹ đến cỡ nào, mình vẫn mơ hồ. Quan trọng là khi bạn thấy mơ hồ, bạn có hành động không thôi. Hãy nhớ này, khi mà mọi thứ đều rõ ràng thì lúc đấy cơ hội đã qua đi rồi. Khi mọi thứ đều rõ ràng thì lúc đấy mình làm chưa chắc mình đã được. Còn bây giờ là khi nó đang mơ hồ thì bạn hãy làm đi. Phần thưởng sẽ có dành cho những trái tim dũng cảm, kết quả sẽ có dành cho những người mà dám dấn thân. Còn tất cả những ai mà không dám dấn thân thì hãy chờ những người dấn thân, người ta chiến đấu hết cả thị trường đi, ăn hết cả phần nạc đi, vào mà gạt phần xương nhá. Đấy là dọa hẳn như thế luôn đấy, để cho mà làm đấy. Đấy chưa? Nào bạn muốn làm phần nạc hay bạn muốn ăn phần xương? Đương nhiên là mình phải ăn phần nạc rồi, đúng không? Rau cỏ bây giờ nhiều người ăn chay, đương nhiên mình ăn phần non rồi, đừng ăn phần già. Đó, thế mình phải hiểu cái điều đấy. Đấy là cái số 1. Rồi, vậy tại sao lại là 20? Các bạn ở trong cộng đồng S69 này, các bạn sẽ được hướng dẫn rất là kỹ bởi thủ lĩnh của chúng ta. Thủ lĩnh Cường của chúng ta có hướng dẫn là cứ 6 cái mã số có một con tàu vàng. Nhớ không ạ? Cứ 6 cái mã số có một con tàu vàng. Thì bạn hãy hình dung, 20 này tại sao phải là 20? Anna tính theo luật xác suất thống kê. Hôm lần đầu tiên khi tôi nghe anh Cường nói là 6 mã số mới được một con tàu vàng, tôi bảo trời ơi sao lại ít như thế. Tại sao lại như thế được? Tôi không tin. Tôi bảo làm sao lại có thể là có 6 người mới được một người biết làm việc. Tức là mình cảm thấy là nó phải ít hơn, nó phải ngắn hơn, nó không được nhiều như thế. Thế nhưng mà thực tế triển khai thì nó quá chính xác với xác suất đấy luôn các bạn ạ. Tại vì sao? Chúng ta không thể đặt kỳ vọng vào một người cụ thể được. Chúng ta không biết là một người đấy là người ta giỏi cỡ nào, người ta quyết liệt cỡ nào, người ta có khả năng dẫn dắt cỡ nào. Mình không thể biết điều đó. Cho nên là mình đừng có bao giờ mà mình tập trung mọi thứ của mình vào một con người. Không bao giờ được như vậy. Đấy là cái dở tệ nhất mà chúng ta làm khi chúng ta làm lãnh đạo. Lãnh đạo là gây ảnh hưởng, và để gây ảnh hưởng được thì bạn phải có một đội nhóm nhiều người để bạn gây ảnh hưởng. Không bao giờ bạn chỉ có một hoặc hai người xong rồi bạn cứ tìm cách bạn đè người ta ra để bắt người ta làm. Sao bạn bảo tôi phải giúp bạn làm được, tôi phải giúp bạn làm được. Thực ra đấy là bạn lấy cái một cái lý do vô cùng đẹp đẽ là bạn giúp người ta để rồi mà bạn ép người ta làm ấy chứ, đúng không? Thế này mới là hỗ trợ nha này. Đừng có dùng từ giúp. Bản thân cái từ giúp đỡ ấy mà, tôi cảm thấy nó là cái từ làm cho cái người được giúp đỡ ấy họ bị mất động lực lắm. Hỗ trợ thôi, việc của mình là hỗ trợ. Còn doanh nghiệp là của mỗi người.
thằng nào làm thì thằng đấy hưởng, thằng nào làm nhiều thằng đấy hưởng nhiều. Bạn tính ra đi xem có đúng không. Tí nữa tôi làm phép tính cho bạn. Tôi thì chả được gì ngoài thông minh con số, cho nên tí tôi làm phép tính cho các bạn biết rằng là doanh, tại sao doanh lại nói doanh nghiệp là của mình. Rồi bây giờ nhá, 20 người thì như thủ lĩnh nói, cứ 6 người là có một người. Vậy thì 20 người nhất định bạn phải có ít nhất là 3 người biết làm việc. Mà hình dung lại này, nếu 3 người đã biết làm việc thì trong tháng đầu tiên cỡ nào họ cũng ra được cho bạn 1.000 điểm một người hết á. Bạn nào mà chưa phải là làm việc với Siri, có thể bạn chưa hiểu khái niệm này, nhưng mà tất cả những ai làm thì có phải là một tháng một người biết làm việc nhá, gọi là tàu vàng của tụi mình đấy, mà làm ra được 1.000 điểm là thực sự cái đấy vô cùng dễ không? Comment xuống, nếu đúng thì comment là 1.000 điểm làm rất dễ, đúng là như vậy. Comment xuống để chính mình đọc lại cái comment của mình. Chính mình đã phát biểu ra cái điều đấy à, chứ không phải comment để cho tôi biết. Tôi biết bây giờ chả để làm gì cả. Thực ra là ai cũng quá bận rộn thì không thể nào mà đi thực sự là không thể nào mà quan sát được từng người một. Đấy là điều chắc chắn. Thế nhưng mà ở đây tôi rất là muốn trao giá trị ạ. Tôi rất là muốn trao giá trị và tôi rất là muốn là các bạn có thể có được một cái kết quả. Vì cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn. Và hôm nay thủ lĩnh còn phát ra một cái tín hiệu là gì? Làm. Mình không làm thì cộng đồng của mình, xã hội của mình, đất nước của mình, họ sẽ mất đi cái gì? Chỉ có tầng lớp doanh nhân của chúng ta mới đi giải quyết được những cái vấn đề của xã hội thôi ạ. Phải có tiền, không có tiền là không thể nào mà giải quyết được các vấn đề của xã hội. Muốn có y tế tốt phải có tiền, muốn có đào tạo giáo dục tốt phải có tiền, muốn có phát triển con người phải có tiền chứ. Không thể nào mà không có tiền mà lại xong được những thứ đấy. Đúng không ạ? Với một đất nước ý là như chúng ta, tôi thực sự nhá, tôi còn chưa được đi cái nước nào ở một thời gian lâu, tôi chỉ mới được đi công tác thôi. Cho nên là tôi không dám so sánh ở các nước khác, mà tôi so sánh chính cuộc sống của những người xung quanh. Thế thì bạn hãy hình dung là đấy, nếu mà bạn thấy là một người mà làm được 1.000 là dễ. Tức là nếu một tháng bạn có 3 người, mỗi người làm được 1.000 là bạn đã có 3.000 điểm rồi, đúng không? Có 3.000 điểm rồi, tại vì sao? Theo xác suất 20 người thì sẽ có 8 người họ chả làm gì cả, họ sẽ biến mất. Chả biết họ biến đi đâu, nhưng mà túm lại là họ sẽ không làm gì cả mà dù họ có mở mã số, đấy là điều bình thường. 12 người sẽ làm một cái gì đó, tức là khoảng 60% sẽ làm một cái gì đó, và trong số 12 người sẽ làm gì đó thì có 3 người sẽ biết làm. Và sau đấy là có gì? Có 9 người. 9 người này bạn chỉ cần mỗi người 200 điểm đến 500 điểm thôi, bình quân tùy người là bạn hoàn thành 5.000 điểm rồi. Có một bạn ấy nhắn tin cho Anna, bạn nói là anh rất là muốn đi qua được cái nấc quan trọng của sơ đồ trả thưởng. Đó là mức nấc tư vấn viên trưởng 5.000 điểm. Hãy hướng dẫn anh cái chiến lược để làm điều đấy. Anna có nói rằng hôm nay Anna sẽ livestream, và nếu anh đang xem cái phần livestream này thì Anna tin chắc rằng là anh đã hiểu được cái ý nghĩa của con số 20. Nếu như thực sự mình là một người mà chỉ làm vì luật logic và xác suất thống kê, cái người thành công là người hiểu được quy luật của vũ trụ, quy luật chung. Mình không có phụ thuộc vào một con người. Quy luật đầu tiên là cứ 6 người thì có một tàu vàng. Vậy đây là ý nghĩa của con số 20. Và con số 20 này nó sẽ làm cho các bạn có thể lên được vị trí quan trọng nhất của chúng ta. Đó là vị trí tư vấn viên trưởng. Hãy nhớ điều đấy, hãy găm điều đấy vào trong suy nghĩ của mình. Và đây là thứ mà bạn cần phải nhớ rõ này. Đấy, đây là tất cả những con số nào bạn cần phải nhớ ở đây rồi. Ok chưa? Nên là cho nên là gì? Sau này có bất kể một cái chiến lược nào, một chiến dịch nào, không cần biết, kể cả một người chưa biết gì cũng hoàn toàn có thể làm được điều này. Việc của bạn là cứ đưa người ta vào mở mã số thôi, còn việc đào tạo là việc của upline của bạn, đúng không nào? Bây giờ mình mới, đúng không? Mình mới tinh và mình chưa biết gì thì đầu tiên hiểu rõ về sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng. Để mà còn đi nói với người khác, cái này bạn chỉ cần nửa ngày thôi. Sơ đồ trả thưởng và cách tính hoa hồng cần nửa ngày. Số 2 đó là sản phẩm cần nửa ngày. Tôi đã có cái video đào tạo sản phẩm, tôi public ở trên kênh YouTube của tôi, là trong vòng 2 tiếng đào tạo xong hết tất cả các sản phẩm. Đương nhiên mình không thể nào mà tìm hiểu được sâu sắc, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta tập trung vào những người khỏe cơ mà. Một khi chúng ta đã tập trung vào những người khỏe, những doanh nhân rồi thì cái số mà sản phẩm các bạn bán chỉ là gì ạ? Có mỗi bộ thanh lọc đầy đủ thì có 3 món. Sau đó rồi lại thì có mỗi một số sản phẩm mà bạn sẽ sử dụng. Túm lại là những người khỏe, những doanh nhân sử dụng những cái hàng thì Anna không nhắc cụ thể ở đây, nhưng mà nó rất là dễ. Bạn cứ vào cái phần đấy thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ bạn sẽ đi hết được cái sản phẩm. Và hãy nhớ này, bạn phải làm sao bạn tăng cái độ tập trung của bạn lên. Coi như một ngày là bạn đi hết xong cái đó, ngày thứ hai bạn ôn luyện lại một lần nữa, đúng không nào? Ngày số 3 bạn xem tất cả những video làm việc với ý kiến phản đối.
có video của anh Cường này, có video anh Cường phỏng vấn anh Sáng này. Trời ơi, chỉ cần 4 cái video đấy thôi là bạn đã được tiêm vaccine rồi. Tôi lấy cái ví dụ này nhá, đừng có ai nói là tôi thô lỗ nhá. Mà ý là tôi chỉ lấy một câu chuyện để các bạn biết thôi. Khi chúng ta mua một con chó con về, có phải là chúng ta sẽ phải luyện cho nó tè ở đâu đúng không? Nếu đúng thì nói đúng. Bây giờ mình phải luyện cho nó tè ở đâu, vì nếu mà mình không luyện ngay từ đầu á, thì nó sẽ đi tè bậy bạ. Nó đi tè ra cả người nhà hàng xóm nữa. Và có phải là cuối cùng quay trở lại là mình bị hàng xóm mắng vốn không? Đấy, chó nhà mày đi tè lung tung bậy bạ. Rồi con chó đấy có khi nó bị buồn nữa, mà mình cũng bị buồn vì mình nuôi con chó đấy. Thế thì mình là người mới, để tránh cái việc mà mình đi mình giống như chú cún con cu tay đấy, mình đi tè bậy bạ ấy, thì mình phải được tiêm vaccine. Mất công đi tè bị người ta nói cho vài câu, thế là thôi mình lại từ bỏ luôn cái công việc của mình. Đấy là một cái thứ mà mình không ai mong muốn cả. Thế cho nên là bạn hãy tiêm vaccine cho chính mình đi. Ít nhất bạn phải biết rằng là người ta nói với bạn như thế là như thế nào. Anna đã có một cái phần livestream về làm việc với ý kiến phản đối rồi đúng không ạ? Các bạn có thể xem lại cái phần livestream đó. Và các bạn có thể kết hợp với những video mà anh Cường đã làm, để các bạn có thể trang bị cho mình được. Thế thì chỉ cần thế thôi, 3 ngày xong là thực sự các bạn có thể chiến đấu rồi, nếu mà các bạn tập trung. Cho nên là không mất quá nhiều thời gian cho những thứ như thế này. Còn đấy nhá, khi bạn chiến đấu xong ấy, bạn mời được người ta đến. Bạn có biết không, tôi đã dùng một chiến lược rất là khôn ngoan. Thời đấy khi tôi mới vào thì tôi nói với anh Cường là hôm chủ nhật tôi học xong được với anh Cường một buổi chiều ấy, thì tôi nói với anh Cường là thứ ba em sẽ làm một buổi hội thảo. Anh Cường đâu cho tôi làm đâu. Anh Cường sợ là tôi đi tè, tôi chưa được tiêm vaccine rồi tôi tè lung tung, rồi mất công tôi bỏ cuộc đúng không? Thế là ai cũng thế mà, tâm lý là người hướng dẫn của mình họ sẽ muốn giữ cho mình. Thế bạn biết tôi làm gì không? Tôi nhanh nhẩu lắm, tôi bảo thế này này, thế anh ở lại Sài Gòn anh làm luôn cho em đi. Thế thôi, chuyện rất đơn giản. Thế là ở lại Sài Gòn làm luôn. Thế bây giờ lại còn đơn giản hơn là bởi vì cho dù upline của bạn có ở xa các bạn đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn gom được người vào thôi, họ sẵn sàng tổ chức một cái buổi giới thiệu, một buổi chia sẻ, sau đó họ sẵn sàng đào tạo những thứ cơ bản nhất cho những khách của bạn mà. Thế có nghĩa là gì? Việc của mình là hiểu đủ để đi chia sẻ, để mà mình biết đây là cơ hội như thế nào, để mình mời được họ đến. Thế còn ở đây nó có sinh ra một cái người hướng dẫn là để sẽ giúp bạn trong những tình huống thế này. Ai mà đội của tôi mà nói với tôi là chị có 10 người với cả chị có 20 người, chị mời 20 người đồng ý rồi, bây giờ chị rất là cần Anna hỗ trợ, trời ơi tôi hỗ trợ liền. Nên bạn yên tâm đi, cái sự sung sướng nhất hướng dẫn là nói mà cái người downline của mình tin tưởng tuyệt đối á. Mà đấy, tôi bảo thế đấy, có 3 ngày thôi là bạn có thể làm rồi. Nhưng mà nhớ nhá, sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng, sản phẩm và tiêm vaccine cho mình bằng cái làm việc ý kiến phản đối, sau đấy mới được đi chia sẻ. Còn trước đấy đừng có đi chia sẻ, trước đấy mà chưa học xong cái đấy, có muốn có thèm đi chia sẻ cũng không cho đi chia sẻ. Phải luyện cho tè đúng chỗ đã, xong rồi mới được tè. Rồi, ok chưa? Đấy, sau khi mình làm như thế xong, mình hiểu bạn hiểu như thế xong, ôi trời, sắp hết giờ của tôi rồi. Sắp hết giờ. Rồi, ok. Thì mình phải hiểu là gì? Việc tiếp theo của mình là kết nối và chia sẻ. Việc tiếp theo của mình chỉ là kết nối và chia sẻ, kết nối và chia sẻ, kết nối và chia sẻ. Anna đã từng nói với các bạn, Anna nhớ là có một lần đã nói với các bạn là bao nhiêu mới kết nối bao nhiêu một ngày là đủ ạ. Này, đưa vào trong não mình cái từ là 100 người. Hãy đưa vào trong não mình từ 100 người. Nếu mà bạn chưa bao giờ mà bạn kết nối với 100 người thì đây là cái lúc mà bạn làm. Nếu bạn muốn có một kết quả khác biệt, bạn phải làm theo một cách khác biệt. Nếu mà bạn muốn có một kết quả khác biệt mà bạn vẫn làm theo cái tiềm thức của bạn dẫn dắt ấy, thì không bao giờ có thể làm được. Cho nên là hãy comment xuống kết nối với 100 người. Kết nối ở đây không có nghĩa là mình đi giới thiệu tè le cơ hội của mình nhá, mình chỉ kết nối thôi. Còn cơ hội của mình chỉ chia sẻ, kết nối xong mới đến chia sẻ. Kết nối xong rồi, còn cái việc mà bạn chia sẻ nó như thế nào thì bạn chia sẻ. Bây giờ Anna cứ nói này, bây giờ chẳng nhẽ bạn kết nối 100 người, bạn không chia sẻ được với 20 người à? Vô lý, đúng không nào? Nếu mà một ngày bạn kết nối được 100 người rồi, thế 3 ngày bạn kết nối được 300, cỡ nào bạn, nếu mà bạn kết nối được 300 người trong 3 ngày, cỡ nào tháng này bạn cũng có 20 cái mã số hết á. Đừng hỏi về kỹ thuật, kỹ thuật nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đừng hỏi là làm thế nào để hiệu quả. Thực ra cái việc mà làm thế nào để hiệu quả là cũng là kinh nghiệm của một ai đó mà thôi, đúng không nào? Tại vì chỉ có mình mới chia sẻ được. Nghề của chúng ta là gì ạ? Nghề chúng ta là chia sẻ câu chuyện của chúng ta. Chúng ta không chia sẻ câu chuyện của công ty, cũng chẳng chia sẻ câu chuyện của sản phẩm, cũng chẳng cần phải thuộc câu chuyện của các leader khác, cũng chẳng cần phải thuộc câu chuyện của chị Tô Đính Cu Te hay là bạn Lê Thị Hòa hay ai. Đâu cần. Việc của bạn là bạn đi chia sẻ câu chuyện của bạn. Câu chuyện của bạn là gì? Tại sao bạn lại làm công việc này?
bạn nhìn thấy cái gì ở công việc này, tại sao bạn làm công việc này, và rồi bạn nói là bây giờ tôi muốn bạn vào nghe. Nếu mà là người bạn biết sơ sơ, tôi muốn mời bạn vào nghe. Thế thôi. Tôi đang tìm hiểu và tôi đang muốn có một đội để tìm hiểu cùng với tôi. Cứ thật như thế đi xem nào. Tôi trước cũng thật như thế mà. Càng thật thì càng thắng. À, thật sẽ thắng. Còn nếu như mà cứ làm màu, nói chung cứ làm phức tạp lên là khó lắm. Cái này càng đơn giản càng tốt, như thế thì mới nhiều người copy sao chép được mình, chứ nếu không thì ai mà sao chép được, đúng không nào? Thật sẽ thắng. Cho nên là bạn hãy cứ làm sao mà bạn làm sao bạn chia sẻ đúng cái sự thật ấy là nó sẽ thắng. Bởi vì là chỉ có mình mới biết cái người rõ mà người mình mời thôi, đúng không nào? Rồi nữa là gì? Kết nối ý, nếu mà kết nối thị trường lạnh ấy. Kết nối thị trường lạnh á, bằng qua kênh Facebook Live. Bạn phải kết nối với họ 4 đến 6 lần. Bạn phải hiểu họ đã. Nào là hiểu 4 đến 6 lần này, nó không cần phải kéo dài cả tháng đâu các bạn ạ. Nếu mà mình kết nối liên tục á, mà người ta cứ phản hồi mình là mình kết nối, cứ phản hồi mình là mình kết nối. Trong cái chữ kết nối này, cái điều mấu chốt quan trọng bạn cần phải nhớ đấy là câu chuyện của bạn phải rất hấp dẫn, phải rất hay ho. Này bạn hãy hình dung nhá, nếu bây giờ có khoảng có 5 chàng trai cùng tán tỉnh bạn đi, hoặc 5 cô gái cùng tán tỉnh bạn đi, thế ai sẽ thắng? Có phải cái người nào nói chuyện duyên dáng nhất sẽ thắng không? Rõ ràng. Nào hãy hình dung lại, nếu ai đã có vợ có chồng thì hãy hình dung lại là có phải là cái người mà người ta chân thật nhất này, rồi người ta nói chuyện có duyên nhất này, thì bạn thích không? Thậm chí nhá, có những anh bad boy bảo xử đi, nhưng mà bad boy tức là không phải là trai tốt lắm ý. Thế nhưng mà khi tán tỉnh mình vẫn thấy khoái, đúng không? Mình vẫn nhắn tin nói chuyện với người ta. Đấy là điều đương nhiên. Đấy là tâm lý chung của con người. Cho nên nếu mà kết nối mà bạn không thể làm cho câu chuyện trở nên thú vị được ấy, thì rất là khó để mà người ta chọn mình, người ta chú ý đến mình, người ta tập trung đến mình. Thế thì làm thế nào để câu chuyện của mình thú vị? Câu chuyện của mình sẽ thú vị nếu mà mình tập trung để lắng nghe người ta. Nếu mà mình cứ phải nói cái gì đó để cho mình trở nên thú vị, chả ai quan tâm. Người ta sẽ không quan tâm mình giỏi như thế nào cho đến khi người ta biết mình quan tâm đến người ta như thế nào. Nhớ câu này nhá, comment xuống. Người ta sẽ không quan tâm đến mình giỏi như thế nào cho đến khi người ta biết rằng mình quan tâm đến người ta thế nào. Thế nên là cái kết nối này này là bạn có quan tâm đến người ta không? Bạn quan tâm người ta bao nhiêu? Bạn có lắng nghe câu chuyện người ta không? Bạn nói câu gì? Người ta nói câu gì bạn có nhớ không? Hay bạn quên sứ mất? Tôi chỉ có quên tên thôi. Cho nên bảo tên tôi là tôi không nhớ. Mà tôi nhớ câu chuyện. Tôi nhớ câu chuyện. Bạn đấy nhắc đến câu chuyện đấy là tôi nhớ. Tức là mình phải neo được những cái thứ đó. Và mình phải tìm tòi cái Facebook của người ta. Đúng không? Rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là ai đó mà vào share bài của bạn, comment vào bài của bạn, like bạn, bạn chỉ cần nhắn tin là bạn ơi, dạo này bạn hay like bài của tớ quá, tớ cảm ơn nhé. Xong rồi nói dạo này có dịch, cuộc sống của bạn thế nào, công việc bạn thế nào. Thế thôi, rồi lắng nghe người ta chia sẻ, cứ thế. Cứ làm sao mà người ta chia sẻ với bạn nhiều và bạn cứ kết nối với người ta khoảng 4 đến 6 lần. Thì lúc đó, hai người hiểu nhau hơn vì có cả một cái Facebook để mà tìm hiểu về nhau rồi, đúng không? Chúng ta cũng có một cái hành trình là bài post trên Facebook này kia. Sau đó rồi ấy, thì bạn mới bắt đầu chuyển người ta dần dần sang. Và khi bạn chuyển dần dần sang thì ra sau đấy bạn mới chia sẻ với những người quan tâm, hoặc bạn gợi mở nhu cầu. Hãy nhớ này, có những người bạn phải chia sẻ xong người ta mới có nhu cầu. Ok. Đó, cho nên là kết nối và chia sẻ như hơi thở. Cứ làm đi, không cần phải có kỹ thuật đâu. Không cần phải có kỹ thuật. Cứ bảo là có cách nào, lúc tôi làm có cách nào đâu. Chẳng qua đến bây giờ tôi mới tạo ra được cách chứ. Chứ lúc đầu có cách nào đâu. Nào, tư duy gì? Tư duy khi chốt ấy, khi giúp cái người đối diện của mình ra mã số ấy. Nhớ này, 20-30 là một hành trình giúp bạn mà ra mã số. Còn cái việc mà từ mã số đấy mà bạn ra được đơn hàng này kia là một quá trình người ta gọi là follow up nhá. Là theo sát nhá, một quá trình bạn theo sát người ta. Ra mã số xong không phải đến đó là hết, mà còn có một quá trình theo sát. 20-30 của Anna là để ra mã số, nhớ cái điều đấy. Đương nhiên mã số nó sẽ có đơn hàng rồi, không thể nào mà không có được, đấy chưa nào? Thế thì cái tư duy khi mà chốt ấy, cái tư duy rất quan trọng, tức là bạn phải biết là trong tay bạn đang có cái gì. Bạn phải biết là bạn đang có hẳn một cơ hội. Bạn phải biết là bạn đang có một cái thứ mà rất là lâu năm rồi mới có xuất hiện ở trên thị trường. Bạn phải biết bạn đang có một cái phương tiện mà sẽ giúp cho bất kể một người nào, người ta nắm giữ cái phương tiện này thì người ta sẽ đi về đích. Trong cái phần mà làm việc với ý kiến phản đối, Anna cũng nói cái này rất là nhiều rồi. Cho nên khi mà bạn nói chuyện với người ta ấy, bạn chốt người ta, bạn nói chuyện với người ta ấy, thứ nhất là mình phải hết sức chân thành. Mình lắng nghe và mình hết sức chân thành. Mà khi mình nói về công việc của mình ấy, thì vai của các bạn phải thẳng lên, ngực ưỡn lên, cằm đưa lên. Tức là mình phải rất hiên ngang. Tư thế của mình và sự tự tin của mình là rất quan trọng. Bởi vì trong tay của bạn đang có một thứ quý giá thực sự, chứ không phải là một cái gì đó mà bạn cần phải hoảng sợ. Người ta cứ hỏi là em làm công việc gì là bắt đầu hết cả hồn đi.
Tại vì lại phải nói là ôi rồi ôi em làm cái việc đa cấp, hoặc ôi rồi ôi cái bọn đa cấp này, nếu mà được như cái bọn đa cấp chân chính ấy hơi bị hay, hơi bị ngon đúng không ạ? Thế cho nên là gì, cái đấy nó chỉ là một cái từ mà nó đã bị gắn một cái hình ảnh nào đó, bị làm đen ở trong quá khứ thôi, cho nên chúng ta không cần phải quan tâm. Khi ai hỏi các bạn làm gì, các bạn có thể nói rằng là em phân phối sản phẩm series của Nga. Đấy là sản phẩm gì? Sản phẩm này cũng có 3 dòng: dinh dưỡng thể thao giúp tăng giảm cân, chăm sóc da bao gồm cả mặt và toàn thân, để có những cái bôi bôi có 100-200 nghìn mà cũng có thể giúp người ta đỡ được đau khớp, rồi như dầu balsam, đừng nói dầu balsam, những sản phẩm bôi làm cho làm gọi là cầm máu được nhanh, rồi thì là chống được muỗi đốt. Và cái thứ ba là thực phẩm chức năng giúp trị liệu, và trị liệu cái gì? Không bị táo bón nữa này, ngủ ngon này, rồi doanh nhân làm việc căng thẳng có sản phẩm này, rồi những người bị stress có sản phẩm này, rồi bà bầu cũng có, rồi trẻ em cũng có, rồi gì nhở, những bị bệnh cũng có. Đấy, cứ thế thôi, có gì đâu mà phải sợ, đúng nào? Cho nên tư duy đấy là rất quan trọng. Mình mà lại còn không tin tưởng trong tay mình có cái gì nữa, mình phải ít nhất mình phải tin vào chính sự lựa chọn của mình chứ, bạn phải tin vào chính bản thân bạn chứ, đúng không nào? Chúng ta có thể không tin cả thế giới này, nhưng riêng bản thân mình phải tin tưởng, đấy là điều chắc chắn. Và rồi, một từ khóa cuối cùng để bạn có thể chuyển đổi bất kể một cái mã số nào mà thành mã số nào mà thành mua hàng này kia đấy và làm việc ấy, đó là trò chuyện. Làm sao đó mà luôn luôn có những cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cuộc trò chuyện tiếp theo, rồi cuộc trò chuyện tiếp theo. Đấy, đây là trò chuyện đó, dành cho một vài lần lời cuối cho cái việc kết. Thì có rất nhiều bạn nói với Anna rằng là Anna ơi, người ta đã mở mã số rồi nhưng mà chị gọi điện là không nghe máy, rồi tắt máy luôn, rồi này kia các loại. Anna nói thế này này, hỏi Anna, thực ra mình không có biết cả câu chuyện, mình nói mình làm rất là khó luôn, mình nói rất là khó. Anna chỉ nói là chị đang kết nối sản phẩm hay chị đang kết nối con người. Bạn hãy nhớ này, cái cuộc trò chuyện này nó chỉ kéo dài khi người ta cảm thấy là người ta đang được chia sẻ, được thấu hiểu. Nhớ nhá, mình không phải là cái thùng rác để người ta xả. Cái việc của mình là nhà biên kịch, và mình sẽ quyết định câu chuyện đấy sẽ diễn tiến theo cái cách nào. Bạn không còn đứng ở vị trí số 2 trong cái câu chuyện đấy nữa, mà bạn phải đứng ở vị trí số 4, là vị trí luôn luôn tìm ra giải pháp, và bạn phải là nhà biên kịch. Bạn phải biết điều hướng đi đâu, điều hướng đi đâu, bạn gửi cho họ cái gì, bạn nói về câu chuyện gì, đó là bạn. Bạn chỉ tự tin thì bạn mới làm như thế. Và không ai làm một lần mà giỏi, bạn phải làm ít nhất với 6 người, liên tiếp 6 ngày, liên tiếp 6 lần, cứ thế 6 nhân lên, làm nhiều lên thì tự động là nó sẽ thành hay. Và cứ làm sao mà cuộc trò chuyện nó diễn ra liên tục, thì ngày thì mình gửi cho họ cái video này, ngày thì mình gửi cho họ cái video kia, rồi hỏi họ làm sao, rồi hỏi họ cảm nhận như thế nào, rồi hỏi hôm nay cuộc sống của họ như thế nào, hôm nay họ cảm thấy làm sao, rồi đồ ăn làm sao. Rồi nói chung là phải kết nối con người, đừng có nhăm vào sản phẩm, đừng có là ôi em phải làm đi chứ bây giờ dễ như thế này, nhiều người ta làm được lắm, nhìn bà Anna kìa, bà làm được như thế kia thì mình phải làm đi mới được. Ai chả biết thế, nhưng mình cứ tập trung vào đấy là người ta sẽ không làm. Mình phải tập trung làm cho cái kết nối nó thật là mạnh mẽ, thì sau đấy rồi mình nói gì người ta mới nghe. Ở đâu cũng thế, bởi vì người ta sao nào, người ta sẽ làm và sẽ đồng hành với những người mà người ta yêu quý và tin tưởng. Cho nên là trước tiên bạn phải tin tưởng vào chính bản thân bạn, rồi bạn sẽ làm được tất cả những thứ đó. Đấy là tất cả những gì mà ông Anna muốn chia sẻ, những cái thứ quan trọng nhất Anna muốn chia sẻ về 2030. Và bạn hãy nhớ rằng là ngay cả khi bạn chẳng có một chiến lược gì cả thì bạn vẫn có thể làm được, hoàn thành được cái 20 mã số đấy. Việc của mình là kết nối liên tục và chia sẻ liên tục. Cứ trên hành trình đấy bạn sẽ tự rút được kinh nghiệm, bạn nói cái gì thì người ta sẽ thấy hay, bạn nói cái gì thì người ta sẽ thích, vì mỗi tập khách hàng của mỗi người là một khác nhau. Thế còn anh Cường đã có tất cả những video để chuyển ra cho các bạn rồi. Việc các bạn là xem tất cả những video đó và hành động liên tục ở cường độ cao và tốc độ nhanh. Chỉ có thế thôi bạn sẽ ra được kết quả. Và xin chúc các bạn sẽ xuyên đích tư vấn viên trưởng trong tháng 4 2020 và chào đón tất cả các bạn vào cái hành trình 2030. Và đấy là tất cả những cái gì bạn cần nhớ nhất. Hãy xem đi xem lại cái video này, và chắc chắn rằng là từng bước một các bạn thực chiến như thế nào, các bạn sẽ tự rút ra được kết quả. Anna cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã yêu thương Anna này, quan tâm và lắng nghe tất cả những cái chia sẻ của Anna. Hãy hành động nhé, bởi vì cái sự khác nhau giữa người này với người kia ấy không phải nằm chỗ là người nào nhiều kiến thức hơn người nào đâu, mà cái chỗ là người ta dám hành động. Tàu vàng gì thì tàu vàng, mà không sẵn sàng hành động thì cũng không gọi là tàu vàng. Cho nên là chúng ta hãy tìm ra những người mà đang khao khát và sẵn sàng hành động, chắc chắn là các bạn sẽ xuyên đích. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.